Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đều biết 70% chất lỏng trong cơ thể chính là máu. Máu làm nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng và oxy nuôi dưỡng tất cả các cơ quan trong cơ thể. Khi chúng ta thiếu máu thì đồng nghĩa với rất nhiều cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng vì nó không được nuôi dưỡng thỏa đáng. Tất cả chúng ta ai cũng có thể bị thiếu máu. Tuy nhiên thì chủ đề hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh đến thiếu máu thiếu sắt. Thiếu máu thiếu sắt có nghĩa là khi chúng ta không đủ cái nguyên liệu để tạo thành hemoglobin cho hồng cầu, nguyên liệu đấy gọi là sắt. Tất cả chúng ta ai cũng có thể bị. Nhưng cái nhóm bệnh nhân dễ bị thiếu máu thiếu sắt đấy là thanh thiếu niên đang tuổi lớn, nhu cầu dinh dưỡng cao và nhu cầu sắt thì tăng lên. Đối tượng thứ hai là phụ nữ mang thai cho con bú. Lúc bây giờ người phụ nữ ngoài nhu cầu sắt để dinh dưỡng cho chính mình thì cần phải có nhu cầu sắt để nuôi dưỡng thai nhi và cho con bú, nhưng lại không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Đối tượng hay gặp nữa đấy là mắc những cái bệnh mãn tính như là bệnh đường ruột, bệnh viêm dạ dày khiến cho cái hấp thu sắt kém. Ngoài ra thì đối tượng có thể gặp đấy là phụ nữ, nhất là phụ nữ có cái chu kỳ kinh nguyệt kéo dài, chu kỳ kinh nguyệt nhiều, ra máu kinh nhiều, những phụ nữ mà có u xơ tử cung. Cái tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt là rất phổ biến, dao động từ 36% đến 40% tùy theo từng vùng dịch tễ. Chính vì thiếu máu thiếu sắt có thể gặp ở mọi lứa tuổi, gặp ở mọi đối tượng nông thôn, thành thị, phụ nữ, nam giới, trẻ em, người già. Cho nên thiếu máu thiếu sắt đã trở thành một vấn nạn phổ biến. Nếu bạn thấy mình có những triệu chứng sau đây thì bạn cần phải đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị. Bạn để ý nước da của mình, cái da của mình xanh hơn so với trước đây. Chúng ta để ý những cái bề mặt da mà ở những vùng lộ thì chúng ta hàng ngày chúng ta đều có thể nhìn thấy da của mình xanh hơn mọi khi. Và chúng ta để ý niêm mạc là gì, có nghĩa là lòng bàn tay này, rồi là niêm mạc mắt này. Bạn để ý môi của mình, lưỡi của mình nhợt hơn so với mọi ngày, so với trước đây. Thế rồi bạn có những triệu chứng như là phải tăng thở, tăng nhịp thở, thở dốc khi mà bạn đi cầu thang, bạn leo cao. Bạn thấy mệt khi mà lao động được một lúc, mà trước đây thì bạn lao động cũng thấy mệt như vậy. Nếu bây giờ bạn làm việc một lúc bạn đã thấy mệt thì đấy là chính là triệu chứng mà cần phải xem mình có thiếu máu hay không. Bạn đau đầu, khó ngủ, ăn cảm thấy mất ngon miệng. Ngoài ra thì nếu mà bạn để triệu chứng thiếu máu kéo dài thì bạn sẽ có những cái triệu chứng nặng hơn nữa. Ví dụ như là hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim tăng lên, rồi khó thở hơn. Nhiều khi bạn đang đi đường bằng, đang đi trên mặt đất này, bình thường thì bạn không mệt, nhưng bây giờ đi một đoạn xa bạn có thể mệt. Thế rồi thì ở phụ nữ mang thai thì nếu thiếu máu nghiêm trọng, thai sẽ chậm phát triển, thai sẽ nhẹ cân, thậm chí là bạn sẽ có nguy cơ khi mà sinh nở, nguy cơ băng huyết, mất máu nhiều hơn. Ở thanh thiếu niên đang tuổi lớn thì triệu chứng thiếu máu nặng có thể dẫn tới chậm lớn, chậm tăng trưởng chiều cao, chậm tăng cân, rụng tóc, niêm mạc thì khô, nhợt, và lâu dài thì sẽ giảm cái khả năng ăn uống và dẫn tới là những cái triệu chứng khác nữa, dẫn tới nhiều bệnh khác nữa. Ở người đang bị ốm, nếu như bạn bị thiếu máu thiếu sắt thì cái bệnh của bạn sẽ khó hồi phục hơn. Ví dụ như là người bệnh đang điều trị viêm phổi, đang điều trị viêm gan, đang điều trị suy tim, nếu kèm theo thiếu máu thì các cái bệnh nền đấy sẽ lâu hồi phục. Nếu bạn thiếu máu thiếu sắt lâu ngày mà không được điều trị thì bạn sẽ giảm cái đề kháng, giảm cái sức miễn dịch để chống đỡ cái bệnh tật. Bạn sẽ dễ bị nhiễm trùng, dễ bị vi khuẩn, virus tấn công, bởi vì lâu dài là hệ miễn dịch của bạn bị suy giảm. Nếu như thiếu máu ở mức độ nặng, nghiêm trọng, kéo dài, không được điều trị, có thể dẫn tới hậu quả là suy tim, suy giảm các chức năng, suy giảm phổi, suy giảm chức năng của thận, suy giảm chức năng của gan. Thậm chí trong y văn đã mô tả những cái trường hợp mà thiếu máu nặng ở trẻ nhỏ còn chậm phát triển về trí tuệ và tinh thần nữa. Có các triệu chứng như trên thì bạn cần phải đi khám bác sĩ và được điều trị. Bác sĩ sẽ khám toàn trạng cho bạn và làm một số xét nghiệm cơ bản. Bạn có thể được điều trị là nếu bạn thiếu máu thiếu sắt nhẹ và mới mắc thì bạn có thể được uống những viên sắt. Và sau một thời gian uống thì bác sĩ sẽ kiểm tra cho bạn, nếu mà cải thiện thì bạn sẽ không cần phải được điều trị tiếp. Nhưng nếu thiếu máu nặng thì bạn sẽ cần phải truyền sắt. Và bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ cho bạn, liệu trình cho bạn, mục đích là cung cấp sắt cho bạn
để bù lại cái số lượng máu, số lượng sắt mà bạn đang thiếu. Ngoài phương pháp điều trị là cung cấp sắt bằng đường uống và đường truyền, bác sĩ sẽ phải điều trị nguyên nhân cho bạn. Ví dụ, tôi lấy ví dụ là ở phụ nữ có cái chu kỳ kinh nguyệt kéo dài do u xơ tử cung, thì có thể bác sĩ sẽ thảo luận với bạn điều trị cái u xơ đó bằng phẫu thuật lấy nó đi. Nếu bạn bị viêm dạ dày thì bạn sẽ được bác sĩ kê đơn để điều trị viêm dạ dày. Nếu bạn thiếu máu là do cái nhu cầu cao mà không được đáp ứng thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn chế độ ăn phù hợp. Tóm lại, thiếu máu thiếu sắt là một bệnh phổ biến có thể mắc ở tất cả mọi người trong chúng ta, từ người lớn đến trẻ em, từ người già đến người trẻ, từ nông thôn đến thành thị. Và thiếu máu thiếu sắt là một vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiếu máu thiếu sắt là bệnh có thể điều trị được bằng chế độ ăn, bằng cung cấp sắt qua uống hoặc qua truyền. Tuy nhiên thì một điều đáng buồn là thiếu máu thiếu sắt chưa được sự quan tâm thỏa đáng trong cộng đồng. Bởi vì sao? Bởi vì thiếu máu thiếu sắt ở giai đoạn đầu thường các triệu chứng mờ nhạt, bạn có thể hơi mệt một chút, hơi đau đầu một chút, nó lẫn với các cái triệu chứng của các bệnh khác. Bạn có thể khó thở khi leo cầu thang và đi một đoạn đường xa, nhưng điều đấy cũng chưa ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cho đến khi tất cả mọi triệu chứng trở nên nghiêm trọng thì bạn mới nghĩ đến chuyện đi khám bác sĩ. Mà đôi khi thì bạn lại đi khám không phải là bác sĩ chuyên khoa đến nào. Tôi lấy ví dụ, khi mà bạn leo cầu thang bạn thấy hoa mắt chóng mặt và khó thở thì thông thường chúng ta lại nghĩ đến chuyện đi khám bác sĩ hô hấp, đúng không ạ? Vậy thì tôi nhấn mạnh một lần nữa, nếu như các bạn có những triệu chứng như tôi đã mô tả thì hãy đến gặp bác sĩ và mình hãy quan tâm đến cái vấn đề thiếu máu của mình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.